Đối với châm cứu thì ở cái giai đoạn này vô cùng quan trọng, có tác dụng hạ sốt rất là nhanh chóng nếu như mà chúng ta sử dụng đúng huyệt và đúng kỹ thuật. Thì các huyệt có thể sử dụng đó là khúc trì, hợp cốc, đại trùy và nội đình. Xin chào các bạn, mình là bác sĩ Đoàn Dung đến từ phòng khám Tây Y Đường. Trong số trước thì mình đã chia sẻ về căn bệnh sốt xuất huyết, các nguyên nhân, triệu chứng cũng như là các cái bước điều trị bằng Tây Y. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ về các phương pháp điều trị sốt xuất huyết bằng Đông Y, đặc biệt là ở cái giai đoạn phục hồi sức khỏe của người bệnh. Theo y học cổ truyền thì cái chứng sốt xuất huyết được xếp vào nhóm ôn bệnh, tức là đã có nhiệt tà tác động vào phần vệ, dinh, khí và huyết ở trong cơ thể. Khi mà nó xâm nhập vào từng cái lớp khác nhau thì sẽ gây ra những cái triệu chứng khác nhau. Và cái phương pháp nguyên tắc điều trị của y học cổ truyền đó chính là thanh nhiệt giải độc, lương huyết, chỉ huyết theo từng mức độ và giai đoạn của bệnh. Sau đây là một số những cái bài thuốc hỗ trợ điều trị sốt xuất huyết. Thứ nhất đó, ở giai đoạn sốt cao thì Đông y có thể sử dụng các bài thuốc như là ngân kiều tán, tăng gốc ẩm, thanh dinh thang, tê giác địa hoàng thang hay là lục nhất tán, vân vân. Thì những bài thuốc này thì cần phải có các bác sĩ kê đơn để điều trị. Ở thứ hai đó là các bài thuốc nam, thì là sử dụng những cái bài thuốc quanh nhà rất là đơn giản, dễ kiếm và có thể tự sử dụng tại nhà. Thì chúng ta sử dụng các vị thuốc đó chính là cỏ nhọ nồi 20g, hoa hòe 20g, trắc bách diệp 20g, sao đen, liên kiều chúng ta sử dụng là 16g, kim ngân hoa 20g, rễ cỏ chanh và lá tre tươi đều 12g. Chúng ta sẽ sắc thành một thang chia uống 2 lần trong một ngày. Đối với trẻ mà dưới 5 tuổi thì liều sẽ sử dụng bằng 1/3 liều vừa kể trên. Và chúng ta cần phải lưu ý đó là khi hết sốt thì chúng ta sẽ dừng lại. Nếu như mà chúng ta không kiếm được đầy đủ các vị thuốc trên thì ngay từ đầu chúng ta có thể lấy cỏ nhọ nồi tươi 40g giã nát rồi cho bệnh nhân uống cho tới khi hết sốt thì chúng ta sẽ dừng lại. Đối với châm cứu thì ở cái giai đoạn này vô cùng quan trọng, có tác dụng hạ sốt rất là nhanh chóng nếu như mà chúng ta sử dụng đúng huyệt và đúng kỹ thuật. Thì các huyệt có thể sử dụng đó là khúc trì, hợp cốc, đại trùy và nội đình. Ở giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn hết sốt. Ở giai đoạn này thì bệnh nhân sẽ có những cái triệu chứng như là đắng miệng, chán ăn, người mệt mỏi, vô cùng khó chịu. Ở cái giai đoạn này thì cái pháp điều trị chủ yếu đó là bổ huyết sinh tân dịch, sử dụng bài thuốc sinh mặt tán bao gồm các vị thuốc như là nhân sâm, mạch môn, ngũ vị tử, sắc uống ngày một thang chia 2 lần trong ngày. Và trong trường hợp bệnh nhân mà diễn biến nặng có cái hiện tượng là trụy mạch thì cần phải đến ngay các cơ sở Tây y để kết hợp điều trị, có thể sử dụng các thuốc trợ tim mạch này, truyền hoặc là truyền tiểu cầu, và đặc biệt là cần phải theo đúng chỉ định của bác sĩ. Ở giai đoạn này thì việc châm cứu chúng ta có thể kết hợp châm bổ các huyệt như là quan nguyên, khí hải, túc tam lý, vân vân. Giai đoạn thứ ba đó là giai đoạn phục hồi. Thì giai đoạn này người bệnh đã hết sốt và các nốt xuất huyết ở dưới da đang mờ dần. Thì ở cái giai đoạn này Đông y điều trị phục hồi sức khỏe cho bệnh nhân rất là tốt, dựa vào cái phương pháp là tư âm bổ khí huyết lên. Thì sử dụng những cái bài thuốc lấy bổ làm chính và chúng ta sẽ gia giảm những bài cổ phương. Đó là sử dụng các bài thuốc như là bổ trung ích khí thang, bát chân hay là thập toàn đại bổ, hoặc là quy tỳ thang, sẽ dựa vào tình trạng của từng người bệnh mà chúng ta sẽ sử dụng bài thuốc nào và gia giảm như thế nào cho đúng. Và châm cứu thì sẽ sử dụng châm bổ các huyệt như là thận du, cách du, tỳ du, tam âm giao, vân vân. Lưu ý những bài thuốc mà bác sĩ vừa kể trên thì có cái tác dụng phục hồi sức khỏe và điều trị sốt xuất huyết rất là hiệu quả. Nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta cần phải có một bác sĩ Đông y để hướng dẫn và hỗ trợ theo dõi cái việc gia giảm và cũng như là trong suốt quá trình điều trị. Và trong quá trình điều trị nếu như có những cái diễn biến nặng hoặc bệnh nhân có cái hiện tượng trụy tim mạch thì chúng ta cần phải đến ngay các cơ sở Tây y để được kết hợp cùng với các biện pháp của y học hiện đại. Vâng, trên đây là một số những chia sẻ về căn bệnh sốt xuất huyết, các biện pháp Đông y cũng như là các cái phương pháp mà phòng bệnh sốt xuất huyết tại nhà. Nếu như các bạn còn bất kỳ những thắc mắc gì về căn bệnh này thì có thể liên hệ trực tiếp tới phòng khám Tây y Đường qua số hotline là 0789 502 555. Một lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của phòng khám Đông y Tây y Đường.